Hey guys, my name is Andin, if you didn't know, and today we're going to be doing a video about year-end celebration, part 2. Asian Heritage Month, Part 1. Yeah.
trước mình chào lên sân khấu luôn nha. Không có lên sân khấu. Không có lên sân khấu. Dạ em có tập rồi, nãy là mình ở dưới thôi. Dạ. Dạ. Ok nghỉ con. Bye guys, make sure to like, subscribe, turn on notifications, and share this with your friends for more amazing content like this. Bye guys! Make him spicy, Papa.